đấm nó ra đại biểu coi. Trời trời lẹ mày. Nó kiểm tra vết thương coi. Ồ giỏi vậy. Quá trời giỏi, anh nói gì nghe cái đó. Coi vết thương của này sao. Hôm qua giờ theo dõi, cái con khè nó bị áp xê, cái mặt của nó buồn hiu à. Nó không có giỡn. Con quỷ này hôm qua giờ nhảy cà tưng gờ mình mẩy không có nóng sốt gì hết trơn. Nhưng mà mình gờ cũng không có chắc đâu, phải đo nhiệt độ. Mình thấy nó giỡn giống như giỡn như thương ngay. Hả? Đây. Hồi hôm qua cái hàm sưng dù, không thấy sưng nữa. Tôi nặng ngủ rồi, gan đóng máu nha. Cái cỡ 2 tiếng sau thấy máu chảy nữa. Tức là cái máu giống như bác sĩ nặng trong khè bữa hổm á. Cái lúc đi bác sĩ có máu chùi rồi mình về nhà 1-2 tiếng chảy máu tiếp tục hết luôn. Con quỷ này cũng y chang vậy nè. Hồi sáng để ý không thấy chảy máu, bây giờ cũng không thấy chảy máu. Mà gờ vô không có thấy sưng nha. Mọi người biết sao, con khè dù sao nó còn tiếp xúc với thằng Phương con dân ha. Dù mà con ép nó vô cái phòng nó cũng đã quen rồi. Thằng con này tiếp xúc với người lạ, nó phải kiếm chỗ nó chạy, nó phóng. Nó phóng rất là cao, chạy rất là dữ. Còn con khè nó ở trong một cái khuôn viên thôi. Cái độ nhát hai đứa như nhau. Mà con này sao hoảng hơn con khè nhiều. Cái sợ hãi của nó không phải một chút xíu đâu. Nhiều khi nó sợ quá là nó sùi bọt mép này. Mình đỡ không nổi nữa. Cái đà này thấy khỏe quá. Bữa nay thấy bớt sưng, mà chạy giỡn bình thường. Tôi nghĩ cái mục này là hồi mấy bữa trước đánh lộn. Đó, đánh lộn là nó áp xe giống con khè. Nhưng mà áp xe này ở ngoài da thôi. Hôm qua đó, nó chỉ u cái phần da mỏng lét rồi chứ không có dày nha. Con khè cái phần da dày là nó sâu ở bên trong. Con này là ở ngoài da mỏng lét à. Nào quý vị coi, hôm qua nó có cái mục. Tôi nặng tôi kéo nó ra. Cứ theo dõi tiếp đi. Để từ từ coi sao. Hôm nay giỡn hết vui vẻ. Kêu đi đâu là có mặt. Đẻo ở đây. Bữa nay tao sẽ mua ức gà cho mày ăn nha. Ăn cho tới khi nào ngán thì thôi. Cái này ốm nhơm ốm nhách. Nhưng cái ốm này không phải là do cục áp xê nha. Nó ốm cỡ lâu lắm rồi. Có nửa năm nay nó kiểu như nó dữ dáng á. Rõ ràng rất là hoạt bát, nhanh nhẹn. Hôm qua thấy nó nằm hoài. Một bên hàm sưng chù dù. Khi tôi nặng ra, quý vị thấy không? Không thấy phản ứng gì nha. Khi nào tôi thấy nó ủ rũ hay là bỏ ăn, không giỡn giống như con khè á, thì mình hãy nghĩ tới chuyện mà đưa bác sĩ. Thế tôi cũng không muốn đưa con này đi đâu. Con này chưa bao giờ bị con người dí. Con khè từng bị dí rồi. Con này là hồi nhỏ xíu á, bị tôi bỏ vô cái vỏ rồi bác sĩ tới triệt sản thôi. Nó quảng, nó rung, nó xùi bọt mép luôn, chảy nước miếng luôn. Như là nó không có quản được cái hành động của nó. Những con vậy nó dễ cắn lưỡi à, sợ chứ. Con khè thì nó bị dí nhiều lần rồi, nó cũng quen. Hồi hồi tôi sẽ quay cái nếp ăn của nó cho bà con coi. Ăn nhiều giỡn vui vẻ có gì đâu. Hay là do tao nặng cho mày hay quá rồi nó hết bệnh luôn hay sao. Đâu có biết được. Hôm qua có cái mùi hôi, bây giờ không có thấy nữa. Nhưng mới một ngày chưa biết được. Đó nha. Nó tôi sẽ giữ nó trong nhà 24/24. Không có được bước ra đường. Không đi đâu hết. Trong cái đám này á, con ngáo đi bác sĩ thì nó đã từng bị người ta dí rồi. Tức là nó cũng biết là cũng không đến nỗi nào. Như con mèo mẹ nè, sợ trường hợp giống đến á, chú nữa có áp xê đem bác sĩ cũng không muốn đem được. Nó gung nó sùi bọt mép để lỡ nó cắn lưỡi. Hồi xưa tôi thấy một trường hợp rồi. Con chó người ta kiểu như nó không có quen người lạ đó, đem chích thuốc cho nó đè nó ra bắt đầu nó cắn lưỡi, chảy máu. Ở đây luôn. Thấy trường hợp đó rồi cho nên tôi rất sợ những con mèo nhé. Như con đốm và con mẹ ngựa. Dạ thôi khỏi nói. Chút xíu thôi cho được bác sĩ liền. Dạ. Chưa kể vô đó rồi mấy con mèo bệnh nó lây bệnh này nọ. Tối nay cho mày vô phòng kính ngủ. Ok không? Hả? Mà tôi sợ nó quản. Ở trong phòng kính thì mấy đứa kia nhìn ra. Nó cứ thấy tụi nó nhìn hoài sao nó chịu ngủ. Mà đang bị cái mục này phải tâm bình khí hòa, đúng không? Ăn ngon miệng thì cho sức đề kháng nó tăng lên. Bị stress cũng giảm sức đề kháng dữ lắm đó. Nó thông báo mọi người cái mục con đốm rất là ổn nha. Ở dưới này nó không có sưng, nó chỉ sưng từ cái khúc này thôi. Từ cái khúc này nặng ra nè. Rất là ổn.
chưa thấy gì đâu. Nhân sẽ giữ trong 3 ngày theo dõi, dẫn đi đâu đi theo ngựa ngựa đó. Mất dạ trăng nha. Không nhắc thì thôi, nhắc tới ăn một cái là phóng lên giới ngồi đợi liền. Ủa mày đang bị bệnh hay mày giả bệnh gì đó? Đó à. Trời ơi, quá sợ. Chừng con gái không có được quan tâm quay phim tới. Rồi lâu lâu tạo cái gì đó chiếm bách like đó mà. Con gái quỷ khẻ chiếm bách like quá trời rồi. Tới con quỷ này. Có người nói ở nhà cái thúi cứ bị nổi một này một kia hoài. Cái này không phải một. Mấy cái này là do quýnh lộn hay là bị con gì cắn mà chích. Một là cái gì, một ghẻ. Như ghẻ lỡ chóc lông này nọ đó. Con nào có ghẻ đâu. Tính ra nhà khơi thúi, những con mèo sống ở đây da rất là lành. Không lành không có sống được ở đây. Nhưng mọi người biết ở đây côn trùng rất là nhiều. Mấy con mà dễ dị ứng là không bao giờ sống được chỗ này đâu. Cũng như con sen, không bao giờ dị ứng nhà. Hồi xưa có bị mà từ từ kiểu như thích nghi. Không có bị bất cứ cái gì hết trơn á. Bị mèo hoàng 180 lần cũng không có thẹo. Thấy ghê chưa? Trời ơi, những đứa sống ở đây da thịt lành lắm. Mà cũng chưa biết được. Có thể tuổi già hay là gặp xì chét. Hay là nó bị chửi hay nói chung là gặp xì chét là sẽ giảm sức đề kháng thôi. Vậy ở trong này rất là sợ bị xì chét. Như con người mà qua mà nói chuyện sùm. Hay là làm gì đó bực mình hay là mèo quảng sợ là đó, cái xì chét đó dễ gây bệnh trong mấy con mèo lắm. Không có cần tác hại của môi trường. Chết là đủ rồi. Con người cũng vậy, mèo cũng vậy. Thấy anh này thôi thôi hăng lắm bà con ơi. Gần rồi bắt con này con kia không à. Tôi nghĩ cái mục nó chỉ ngoài da thôi. Mà rõ ràng hôm qua tôi bóp ra, mũ nó lòi ra ngoài. Mình nhìn thấy mũ tức là ở cái phần da mỏng lét à. Nó mỏng có nghĩa là không có sao nha. Vì cái phần da có dày có mỏng. Như con khế là dày dày ở trong xương. Nó áp xe dày 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 sát luôn. Khi mổ ra là thấu xương. Con khè cạn hơn khế một chút. Con này cạn hơn con khè nữa. Nói cho bà con cứ yên tâm nha. Không sao hết. Thôi bắt ngựa. Để tao đi mua đồ cho. À khoan, cái thăm vẽ cái coi. Hôm qua hôm kia vậy cắt móng tay. Ai cũng nói cái nếp con vẽ cắt này hiền lại. Mà khi tôi nhìn kỹ vô cái mặt của nó, đúng nha. Không có còn mà trợn con mắt hay là chu cái mỏ như xưa nữa. Nó tôi nhớ hồi đó mà dịnh vô tay nó là nó sẽ hả cái miệng ra nó cạp cạp. Bây giờ không còn cạp nữa. Nhưng mà chưa biết. Có thể nó biết sự lợi hại của cái nón bảo hiểm cho nên nó không cạp hay sao. Nó khi nào mà không có đỏ nón bảo hiểm nó không cạp, nó xác định con này nó hiền bớt. Chưa chắc nó hiền đâu. Vẽ được 1 tuổi rồi. Tôi nói đâu có sai. Những con mèo 1 tuổi trở lên là tánh tình bắt đầu chầm chầm lại. Nhưng có nhiều con nó vẫn còn nhây. Tới 3-4 tuổi. Con này họ không biết được đâu. Khi nào mà tôi dẫn tay nó mà không cần đổi nón bảo hiểm á, nó gọi là hiền. Tôi thấy cái mặt này còn căng lắm. Còn rất là hăng máu. À, để rảnh rảnh đi. Thả vô sân chơi với chiều đại thấy thúi là biết nó hiền hay không. Mấy ngày nay chỉ thả ban ngày. Nhớ thì thả ban ngày, cho buổi tối không bao giờ thả. Giấy dán nó bu ở nhà tôi nhiều quá, không dám thả. Kể cả bầy khế thúi đưa vô nhà dưỡng lão. Nhưng mọi người thấy mấy ngày nay thằng Phương ở trong livestream mà tôi kêu nó lùa mèo vô. Tại nếu mà thả nó ở ngoài, nó cắn dế, cắn dán. Thứ nhất là vi khuẩn, vi trùng. Thứ hai là nó giết mấy con đó cũng không có tích cực gì. Toàn là côn trùng, chưa kể có bướm này nọ. Thôi cho vô nhà dưỡng lão cho lành.